Dạ vâng, em Quốc Hùng xin kính chào toàn thể tất cả các bác đang theo dõi kênh của âm thanh Quốc Hùng. Thì hôm nay Quốc Hùng lại giới thiệu cho tất cả các bác về một cái đôi loa cực kỳ là chất lượng từ Mỹ và một dòng sản phẩm loa bốt đời cao được anh em săn lùng rất là nhiều. Và đầu tiên thì em xin mời tất cả các bác cùng đăng ký kênh và cũng như là nhấn vào chuông để theo dõi và cập nhật những cái video và những cái sản phẩm mới nhất của Hùng chia sẻ lên. Và mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả các bác liên hệ với Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Và hôm nay thì em muốn giới thiệu cho các bác đó là một đôi loa đó là đôi loa 901 CD3. 901 CD3 là một đôi loa nó sử dụng 9 loa trên một thân thông. Đấy. Và dòng CD3 là dòng cực kỳ là hay trong 901 ở dòng là 901 CD3, CD6 vâng. Thì hôm nay thì bên em có một đôi thùng gỗ lạp màu vàng nha bác, thùng gỗ lạp màu vàng đầy đủ tất cả các phụ kiện trang trí và cũng như là catalog container hay là gọi là tay equalizer. Đấy, anh em về đầy đủ rồi cho tất cả bác chơi nha. Rồi về cái sản phẩm này thì về nó có một cái cặp chân này là cặp chân ring như bác, ring theo loa bằng nhôm nha. Đấy, nhôm cực kỳ là chất lượng nha bác, ring theo loa luôn. Đây. Và đôi loa thì về bên em với tình trạng là đẹp xuất sắc nha, đẹp xuất sắc. Đấy, về ép canh còn tem cờ đầy đủ và cũng như là tiếng loa em sẽ quay vào chi tiết cho các bác cùng xem nha. Vâng, đó là catalog này, catalog 4901 series 3 các bác. Đây, trên hình thì nó có trăng loa và ảnh tây equalizer. Đây. Đây là thiết kế của cụ lò này bác, thiết kế của cụ lò đầy đủ chức năng nha bác nha, đầy đủ hết. Đây. Về thì còn nguyên bốt chính là một CD3 nha. Đây catalog đây đúng em đỡ dưới tây equalizer. Đấy, những dòng 901 thì phải có AT nghe mới hay nha bác nha, còn không có AT thì bỏ không, vô dụng luôn. Không có AT thì chúng ta kiếm những cái chiếc equalizer hoặc là những cái R để nghe đôi lo này. Thì còn nếu mà anh em đánh trực tiếp vào đôi lo này thông qua đói không thì nghe nó rất là chán, nghe rất là chán. Khi có IT vào thì nghe cực kỳ là hay luôn. IT riêng nha bác, IT riêng chính là một series 3 luôn nha. Đây, cực kỳ đẹp nha bác, hộp gỗ luôn, hai mái gỗ và lưng gỗ luôn nha. Thì hàng bên em vừa thì rất đẹp. Này thì nó mới có mấy cái lỗ này là họ bắt cái chân vào nha bác, họ bắt cái chân vào để em tháo ra. Đây. Họ có đế cái tầng đế cao su họ bắt vào bên đó, họ bắt vào thì em đã tháo ra. Đây là tem cờ nha. Đấy. Tem nhôm nha bác, tem nhôm luôn, 901 series 3 bố, 901 series 3 nha bác, 2 sản xuất tại Canada năm 1974 nè. Rất là lâu đời nha bác, năm 1974 này
gần 450 năm rồi. Đây, 1974 nha. Lo cực kỳ đẹp, tình trạng cực kỳ đẹp nha bác. Đây, góc cạnh thùng gỗ lạng nha bác. Gỗ lạng cực kỳ là chắc chắn. Lo này thì không có đêm chê nha bác nha. Về cách cành bố cực kỳ là đẹp luôn nha. Không thúng, không rất, cũng như không sờn nha bác nha. Quá là tuyệt vời, rất đẹp luôn. Đấy, rất hiếm khi gặp được những cái đôi lo như thế này về đủ bộ hết nha bác nha. Em sẽ tháo kênh ra cho bác cùng xem về tuyến lo bên trong. Tuyến lo bên trong thì găng zin nha, găng zin nguyên bản. Dòng lo này thì dòng lo làm thủ công, làm thủ công nên là nhìn nó phía bên trong thì nó đen đen, bóng bóng keo keo như thế này. Đấy, nó giống như những dòng lo AR của Mỹ đó bác. Đấy, nó làm một hộp cũng làm thủ công như thế nhưng mà về chất lượng thì không phải bàn luôn. Đấy, nó sở hữu 9 lo trên một thân thùng nha. Ở phía trước là 8 và sau là sau một nữa là 9, sau một lo và một lỗ thông hơi, tất cả là zin hết nha bác nha. Đấy, trên nấm lo đều có in chữ bốt này. Đấy, trên nấm lo đều có in chữ bốt nha bác, găng mút cực kỳ là mềm luôn. Đấy, rất đẹp nha. Lo này chúng ta vừa nghe nhạc vừa karaoke cực kỳ là hay. Cái karaoke thì các bác dùng thêm một cái trầm miệng nữa, hoặc trầm hơi thì chúng ta nó sẽ đạt được cái giải bát cực kỳ hay với 10 lo, 9 lo toàn giải trên một thân thùng. Với 9 lo toàn giải trên một thân thùng thì tiếng trung và tiếng chép của nó cực kỳ là hay rồi bác, cực kỳ là hay. Đấy, phía bên này canh cũng cực kỳ là đẹp nha bác nhé, canh cực kỳ là đẹp luôn. Logo bốt này, logo nhôm bốt này. Đấy, canh tiếng về cái cặp này quá là đẹp luôn, xuất sắc luôn nha. Vâng, và đây thì nó sẽ có một cái đèn lo ở ngoài sau và hai lỗ thông hơi. Trên cái mặt này thì nó sẽ có in nối chữ bốt này, chữ bốt. Thì nếu chúng ta để đúng thì cái mặt này là nó ở dưới nha bác, mặt này là ở dưới, nhưng mà em muốn quay đỡ lên, quay luôn cái tem cho các bác xem nên là em đỡ ngược lại. Đấy, đây cũng thế nha, đây thì nó cũng một lo. Đấy, lo rất đẹp nha, tiếng lo cực kỳ đẹp luôn nha bác. Đấy, canh bố cũng như là thùng bóng cực kỳ đẹp luôn. Bạch tây series 3 nha. Đấy, điện chạy điện là 100V, điện là 100V nhé. Vâng, và đôi lo này đầy đủ phụ kiện thì bên em đang có mức giá là 17.500.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho bác, giá cực kỳ là tốt nha bác. Để sở hữu một bộ combo mà nó đầy đủ tất cả linh kiện như thế này thì với mức giá này thì rất là hợp lý cho bác chơi vừa karaoke định vừa nghe nhạc. Bác nào chốt sản phẩm đôi lo 901 series 3 thì liên hệ với Quốc Hùng. Vâng, thì em xin phép dừng clip tại đây và hẹn gặp lại tất cả bác trong video sau nha.